Bip, 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 bip. Này, vô đây ăn nè. Bip, 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 bip. Ăn đi, khóa đây. Dưới mình nó đang ở khu vườn nha các bạn. Khu vườn của mình nha các bạn ơi. Đó. Bip, bip. Mà dưới này kiến quá. Này. Bip, bip, bip. Hả? Tiếp 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 ăn đi nè, ăn nè, ăn đi, ăn đi, ăn ăn no rồi nó không ăn các bạn, ăn đi, nã mới cho ăn tiếp 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 coi đây có sông nè, nó tép đó, đòn tép á, ăn đi tiếp 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 tiếp. À, nó giỡn, thường nó giỡn mình nha các bạn. Nó kén cái tay mình nha đó. Kén tay thấy không? Bíp 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 bíp. Bíp bíp bíp. Vì nè mà của mình đi, mình ít lúc này các bạn ơi, mình ít có nhấu nó nha các bạn. Mình thỏa nó ra để cho nó đẹp cái đuôi á, cho nó khỏi hư cái đuôi. Kén cái tay mình nè, kén cái tay mới thấy không? Đây dưới cái đèn len của mình các bạn ơi. Nó đoan đảo dưới cây đinh len. Cây đinh len này cũng được 2 năm mấy đoan nha các bạn. Đó, đinh len nha. Nó ăn nó thấy không? Bíp 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 bíp. Nó gắt. Bíp 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 bíp. Vì mình bịp nó... Nó là xô mà nó ăn quá đồ, nó ăn thịt được không các bạn? Đó. Mà nếu mình đó có làm bếp nó ăn, mà nếu mình nó mà nó ngoài thiên nhiên nó cũng đi kiếm quá đó, còn sống rồi đó, nó ăn kiếm bếp nhái thì nó ăn các bạn đó, cho nên là chi mình bịp thêm nghĩ thì cái kiếp của nó đó, số của nó kiếp của nó ngày xưa là nó là làm thầy các bạn, thầy trong chùa đó, nó là thầy chủ trì luôn đó, không có ăn ăn mặn, không ăn quá thịt, chỉ ăn chay thôi đó, nên kiếp này nè đầu thai ra nè anh chim bịp nè ăn toàn là có thịt không. Anh đi kiếp kiếp trước là thầy trụ trì nè, nên kiếp này đó đầu thai là sướng quá rồi, thành con chim ăn toàn có thịt không muốn ăn đó. Hả, còn con này nè các bạn, chim bồ câu nè, chim bồ câu toàn là ăn cốm gỗ không đó, vào kiếp trước là ăn toàn là có thịt đó, nên kiếp này không được ăn có thịt, ăn toàn là cốm gỗ không. À đây sao giờ nó đu ra kia các bạn, nó vô trong kia nè đây à, chim mình nuôi nó sướng cái là có cái vườn này đó, chở cái bầu trời này đều là đó là một cái lầm à, chứ không phải những con chim khót nhấu suốt các bạn đó, như chim mấy con là nhầm rồi đó các bạn, đi mát tiền lắm nha, vẹt rồi đó cho mà thỏa cái bay à, vẹt cụt cái chân nữa, chứ chim mình bị mình đó các bạn thấy không, có cái khu vườn của mình đây là một cái lầm của nó đây không à, bầu trời đây là lầm của nó không, nó đâu có bay đi đâu, mình nuôi nó ở trong vườn mình ha, đó các bạn thấy đây nè, mình đơn ở đây không đó, có khu này là cái lầm của nó hết không đó, giờ nó đơn ở trong cư chỗ đây đó, mình đem giỡn với nó coi đó, nó cắn cái tay mình nè các bạn ha, nó giỡn mình á ha, đó nó cắn cái tay ha. Bíp 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 bíp. À, ở dưới đó toán cây bột ngót nha các bạn. Lá mùng tơ. Đó, chơi nữa là cây xài. Thấy không? Đó, chơi nữa là cây xài đó không? Bíp 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 bíp. À. Qua nó bay đi nha các bạn, nó bay đi ra đâu ngoài phía sau các bạn. Rồi phía bào á. À, mình không thấy nó, mình tìm nó miết. Đó, xong rồi nó vô trong nhà mình ngồi một chút cho nó bay về trong tấm tôn nó nghe cái rầm một cái. Đó. Mỹ nó về rồi.
Đó, cán tay mình đã không? Bíp 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 bíp. Chi mình nuôi nó thì mình vuốt nó đó. Y như cho em vậy các bạn. Thì nó biết mình thương nó. Bíp 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 bíp. Con này là mình nuôi thì nó người ta bán ở trên núi xuống cho mình các bạn. Đó, mình nói mấy người trên núi trên cho người dân đồng bào các bạn. Đó, bọn nó bán xuống cho mình. Mà mình nghĩ con chim đây mình bị bà này. Đó, nó có to nha, cái mỏ nó cầm cầm nha. Đó. Nó cái mỏng nó mỏ chứ nó cầm cầm như chim ưng nha. Còn con như kia là bìm bịp xẻ, cái mỏ nó nhọn nhọn nha các bạn. Đó, con kia nó mỏ nhọn nè. Đó, còn con này nó mỏ cái cầm 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 cầm, thấy không? Bíp 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 bíp. Con này bây giờ bắt đầu nó đoan thai lông. Đó. Hai con đều đoan thai lông nha các bạn. Bíp 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 bíp. Coi vậy mà nó cắn ăn lắm nha. Nó có mình để đó mà nó không chịu ăn nữa. Nó bây giờ nó đồ ăn mấy cái đồ còn sống thôi. Bíp 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 bíp. Bạn thấy nó giòn không? Vuốt nó nè, nó cắn tay mình không? Chít 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 chít. Bíp 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 bíp. Coi vậy chứ khu vườn mình nhiều khi cũng có mấy con này con kia các bạn. Nó cũng nó canh nó nghe, rúp mấy cái lùm này nó canh. Con nào mà ra là nó dí nhanh lắm gọn nó bét nha. Bíp 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 bíp. Bíp 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 bíp. Chi mà nếu mình thả ra dài thì ít có hư đuôi nha các bạn. Mình thả ra nếu mà như vậy thì đuôi nó sẽ ra dài lại. Còn nếu mình thường hay nhốt lòng lại sẽ hư đuôi. Bíp 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 bíp. Cán tại đâu? Cán cũng đau lắm nha các bạn. Đây để đây. Đưa đây á. Đây nè. Đây có tới ăn tiếp nè. Bíp bíp bíp. À đây đây. Có nè các bạn. Có tô luôn mà. Cái tay là lão thái. Đây là cái mì ăn sẵn nha các bạn. Mì nó có cái chén ngựa luôn. Chỉ cần mình nấu nước sâu đổ vô là ăn thôi. Hồi xưa mình chạy taxi Sài Gòn các bạn ơi. Mình đói bụng nửa đêm á, người ta bán mấy cái chỗ mà là siêu thị 24 giờ các bạn. Vô mình lấy cái này, mình mua cái này xong rồi nước sâu người ta có sẵn trong cái máy đó. Bên nắng bên lạnh á, mình đổ nước sâu vô mình ăn luôn. Ở quận nhất mà các bạn. Ở nhất mà mình ăn mấy vô mấy cái chỗ là giá tiền cao lắm. Nên đâu có ăn ở đó được các bạn. Chạy taxi thì mình cũng chạy xe cho công ty mà đâu phải thương quyền gì đâu mà giàu có gì mà ăn ở quận nhất các bạn. Quận nhất nếu mà ăn vô trong hẻm mà nó ăn cơm ăn bún là sẹt. Còn mấy cái chỗ bán mình văn vỉa hè đó các bạn ơi. Chứ còn hoặc là khuya là phải ăn mấy cái chỗ mà người ta bán là vỉa hè cũng có hủy tiếu gõ rồi đó bọn hả bún tô cũng mấy chục ngon than cũng được. Còn nếu mà đậu những cái đoạn đường mà không có cái chỗ mà bán vỉa hè các bạn hả phải chạy vô cái khu khu bán vỉa hè mới được. Còn mấy cái đường lớn thì nó đâu có bán được bán mà vỉa hè rồi đâu hả. Cái này ăn uống là mình ăn mấy cái mì này nè, cái mì là làm cái tô nhựa sẵn nè. Đó mình ăn thôi đó, người ta đưa cho mình cái muỗng nữa đó, đúng rồi, muỗng nhựa đó các bạn. Bíp 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 bíp. Cái kênh video nôm video nào của mình đó các bạn ơi, lúc trước mình quay tùm lum hết đó, sau này bây giờ mình mới quay mấy con vật này các bạn ơi. Lúc trước mình quay đủ thứ mà do bây giờ mình công việc nữa mình đi miết rồi cũng bỏ tiệm sửa xe của mình các bạn. Nên mình ở nhà mình nuôi mấy con vật mình nuôi quay cho các bạn xem chứ mình đi miết rồi cũng được không được hả. Lâu lâu mình đi thì mình sẽ quay video lên cái kênh Video Nom Vlog hả. Đó là Video Nom là cái tên con của mình các bạn. Giờ nó đi trong vườn mình đã không giờ nó đi coi vậy nó kiếm ăn các bạn, coi vậy nó kiếm ăn nha. Đó con chim mà nuôi nó đi vậy nó thoải mái các bạn không? Nó thoải mái nó xè cánh phải không? Nó phần nắng phải không? Nhưng mà ra ngoài cũng nhiều cái cọm bẫy lắm các bạn ai biết được. Để dùng nó nè rồi
những con này con kia nó to hơn, nó bét cũng có, ai biết được, rồi dọn quá người ta thấy ta bét cũng có. Nên rất là bay đó bạn, bay à, lạnh không, bay thẻ nó kia không, pip 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 bay không, pip 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 bay rất là tài nha bạn. Này cặp chân cái này rất là nhanh nha bạn, cặp chân nó phóng này, rồi chân nó nhọn lắm này. Đó, chân nó rất là nhọn các bạn nè, cái chân nè, à, mỗi bên cái chân của nó là có 4 ngón nè, 4 ngón ha, đen đẹp không, rất là nhọn sắc bén các bạn. À, khi nó bét được ngồi lấy cái chân nó đè xuống, con này con bự đất này, con mổ dính đất rồi nè nó, mổ dính đất rồi đó. À, con diều dài dọc qua kia rồi các bạn ơi. Rồi mình quay video cho các bạn xem con hai chim bị bẹp mình nó đang thay lông. À, đang thời kỳ thay lông. À, tới đây mình cũng xin tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu mà các bạn thấy hay thì bấm like, chia sẻ, đăng ký cho nhiều bạn cùng biết. Mình rất là cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hẹn các bạn những video sau.